Chào tất cả các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm xôi gấc. Thì để làm được cái xôi gấc này thì cái gạo mình chuẩn bị, cái gạo nếp đây. Thì cái gạo nếp thì các bạn phải ngâm qua, một là ngâm qua đêm, hai là ngâm ăn ngày. Thì các bạn phải ngâm tầm 7 đến 8 tiếng. Đấy, thì trước khi ngâm thì các bạn vo sạch cái gạo đi. Đấy, bởi vì nếu mà không vo sạch thì để cứ thế ngâm thì nó sẽ dễ bị chua, nó sẽ bị chua gạo. Mình vo sạch đi xong rồi mình ngâm 7-8 tiếng, sau đó mình vớt ra. Thì mình chám qua 1-2 nước, mình vớt ra thì mình để cho ráo nước. Đấy. Thì sau đấy thì mình sẽ lấy cái gấc, mình bổ ra gấc đây. Để chuẩn bị được cái xôi gấc này thì mình chuẩn bị ở mấy con gấc này. Cái gia vị của nó thì có đường này, một ít muối và một ít rượu trắng. Bây giờ mình bổ gấc ra nhé. Sau khi mình bổ gấc ra thì gấc thì mình lấy của nhà. Thế đâm ra thì có quả to quả nhỏ, thì quả nào chín thì mình lấy, chứ không đi mua mình không chọn được. Đấy, của nhà thì nó mới làm sao mà chọn quả gấc mà nó đỏ là được. Đấy, cái hạt nó càng đỏ càng tốt nhé, thì màu nó sẽ lên, nó sẽ đẹp. Đấy, mình ghép ra đây. Mùi to quá. Gấc thì bé, mùi thì to. Nhìn rất đỏ đẹp nhỉ. Mình đã cho hết được cái ruột gấc ở đây rồi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cho một ít muối với một ít rượu vào đây để mình bóp cho nó ra cái màu này, xong mình trộn vào gạo nếp. Mục đích cho rượu vào vào gấc mình bóp là để cho nó màu đẹp hơn. Thì các bạn cũng đừng cho nhiều quá, cho vừa thôi. Gạo của mình chỗ này là 8 cân thì mình cho khoảng độ 30 rượu thôi. Thì các bạn đừng sợ là cho rượu vào nó sẽ mùi nhá. Bởi vì là cho rượu vào khi mình gặp hơi nước nóng thì nó sẽ bay mất mùi rượu, nó không có mùi đâu. Thì mình cho ít muối vào này. Bây giờ mình bóp cho cái này nó ra hết màu ấy. Thì khi trộn vào, mình cho muối vào đây mình bóp, thì các bạn cho muối vào trong gạo cũng được, nhưng mà mình muốn cho muối ở đây thì bóp nó dễ hơn. Và khi trộn vào gạo thì nó sẽ đều hơn. Còn nếu như mà cho trực tiếp vào gạo thì trộn thì cái muối nó cũng khó đều. Khi mình cho ít rượu vào mình bóp rồi thì đấy, màu nó rất đỏ này, đỏ hơn lúc ban đầu. Rượu vào nó rất đỏ hơn ban đầu. Cái này thì nó có hai cách. Một là bạn có thể cho thêm một ít nước vào, các bạn bóp để cho nó hết cái hạt này xong lọc bỏ đi, nhưng mà lại bóp thế thì nó không hết được sạch thì nó sẽ phí. Mình sẽ cho trực tiếp vào gạo lên mình trộn, thì sau khi mình đổ lên thì ăn thì mình nhặt bỏ cái hạt này cũng không sao cả. Cho hết vào nồi gạo nhé. Sau khi mình cho gấc vào gạo rồi thì mình sẽ trộn đều lên. Các bạn trộn thật kỹ, thật đều nhá, nhưng mà đừng có bóp nhá. Bóp thì cái gạo mình ngâm rồi thì qua đêm rồi, ngâm 7-8 tiếng rồi, nếu bây giờ nó bóp thì gạo sẽ bị lát ra. Mình chỉ trộn thôi, trộn càng đều càng tốt. Sau khi mình trộn gấc với gạo nếp rồi
thì nó sẽ đều như thế này rồi. Các bạn nhớ trộn thật đều nhá, không có đến lúc đồ lên là chỗ trắng chỗ đỏ nó không đẹp. Đấy, trộn thật đều lên. Khi nó được đều nó màu đẹp như thế này rồi thì mình sẽ cho vào mình đồ. Các bạn mà thích ăn thích cái màu gấc nó nhiều thì có thể cho thêm gấc, mà thích màu nó trắng hơn thì giảm bớt gấc đi. Thì cái này là do sở thích của từng người nhé. Đấy, bây giờ mình cho vào mình đồ. Cho vào mình đồ sôi nhé. Thì cái này đồ sôi thì mình phải để cho nước nó sôi rồi mình mới cho gạo vào. Không có nước mà chưa sôi đấy thì nó không có hơi thì nó sẽ sôi nó sẽ không nở được nhanh mà nó sẽ hay bị nát. Cái chõ nhà mình hơi nhỏ, mình phải đồ làm ba mẻ cơ. Đấy, chưa ba mẻ thì mỗi cái chắc là được hơn 2 cơ. Rồi, thì là mình làm đồ thêm 2 mẻ nữa. Bây giờ mình đậy vào nhé. Mình vặn nhỏ nửa vừa vừa đó. Cái xôi nó hay bị sượng, nó không chín được. Bây giờ mình cho cốt dừa vào này. Cái cốt dừa này thì các bạn cho được mình cho tí cho là thơm thôi. Sau khi cho cốt dừa xong thì mình sẽ cho đường vào. Cái tỷ lệ của đường với cái xôi này thì thường thường là mình cho 1 cân gạo nếp, 1 cân gạo nếp với 1 nạng đường. Còn các bạn thích ăn ngọt hơn thì có thể cho thêm. Bởi vì cái đường này thì nhờ sở thích của từng người, có người thích ăn ngọt, có người thích ăn hơi ngọt thôi. Thì mình cứ 1 cân đứa gạo mình cho khoảng 1 nạng đường này. Đường vào các bạn đánh thật đều nhé, nó không chỗ ngọt chỗ không ngọt đấy. Cho đường vào mình đánh đều tan hết đường. Làm sao để chỉ cần tan hết đường vào nó đều cái xôi là được. Đấy, thì bây giờ mình cho xôi ra nhé. Các bạn nhìn xôi rất ngon này. Ok, bây giờ mình cho ra. Và đây là cái sản phẩm của mình sau khi mình đã đồ xong ba mẻ. Ba mẻ thì mình không thể quay được hết ba mẻ, mình quay một mẻ thôi. Đây là cái xong khi đồ xong hết thì sẽ được từng đây. Của mình chỗ này là 8 cân gạo. Đấy, thì được từng đây. Đấy, xôi vừa đổ xăng bốc hơi nghi ngút đây. Ngon. Chúc các bạn thành công với món xôi gấc này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ giúp mình nhé. Để cho kênh của mình phát triển hơn. Để mình ra nhiều clip hay hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.